Ok, hello, chào anh em nha. Rất vui đã quay trở lại với kênh video của mình. Thì trong video hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau review xem và những cái mà trong phiên bản này nó mới update là bao gồm những cái tính năng gì nha. Thì sau khi xem xong video này của mình á, thì mọi người nhớ ủng hộ cho mình bằng cách like và đăng ký kênh nha. Bên cạnh đó thì mình có những hỗ trợ nạp game với giá chiết khấu từ 15 đến 2 hoặc thậm chí là 25% tùy vào giai đoạn mình nhập được cái thẻ, rẻ hơn với so với mọi người tự nạp qua Visa, Momo. À, thì mọi người có thể liên hệ mình qua số Zalo 0888249968, mình ghim dưới phần bình luận cho anh em ha. Ok, thì bây giờ mình sẽ cùng nhau review xem những cái tính năng mới của game này. Thứ nhất là sau khi update xong thì nó sẽ ra ba con kiến mới. Đây, thì một con là một con kiến đồng nha mọi người ha. Kiến đồng thì là nó chuyên về hệ cận chiến. Đấy, thì mình sẽ xem sao. Con này là cũng là lính cận chiến nè. À, con này cũng là lính cận chiến, dép con này là dép full cận chiến nha anh em. Đấy. Ở đây thì nhận thì nó bảo là đi nhận từ mảnh sự kiện, thì chắc sắp tới là nó sẽ ra những cái event sự kiện mà nó cho ra cái con kiến đồng này nha. Đấy, con này thì nó full cận chiến. Con này là kiến đỏ, kiến đỏ mình có thể lên được level 400. Rồi tiếp theo là con kiến nhung tầm xa. Ôi chà, kiến nhung tầm xa. Con này thì nó chuyên búp xạ thôi, chuyên búp về xạ, không phải là thuộc tính hai dòng gì cả, búp xạ nha. Đấy, búp con này thì lại là kiến mạnh nhất mọi người, kiến mạnh nhất từ thứ hai mở sự kiện diễn ra một tuần, mỗi tuần hai lần. Con này là trong kiến nhung là sẽ kiến mạnh nhất nha. Đấy, tiếp theo là cái con cuối đó chính là cái con Letogeni nè. Letogeni con này là con chuyên về tóc, thì có nó cũng giống tương tự ba con kia là nó phải búp thiên về tóc thôi. Nhận thì cũng này là chuỗi năng lực giống như là cái đua tóc hàng ngày á, là nó lại ra con này. Con này thì khá là ngon nha, để mình xem vào chỗ kế thừa xem là nó có cái kế thừa của những con này chưa. Đấy. Hiện tại thì nó chưa ra kế thừa nha. Đấy, mình phải xem nó kế thừa là búp những gì à, thì lúc đó mình mới quyết định là mình có nên đầu tư không nha mọi người. Đấy, tại vì mọi người muốn đầu tư một con kiến thì mọi người phải xem cái dòng búp kế thừa của nó đi kèm, xem kế thừa nó có ngon hay không, thì lúc đó mình mới búp theo nha. Đấy, hiện tại thì mình chưa thấy kế thừa gì cả, chưa thấy kế thừa. Đấy, hiện tại là chưa có kế thừa của cái ba con kiến mới. Mình nghĩ là tương lai sắp tới là nó sẽ update thôi. Ba con kiến mỗi hệ một cận nha, mỗi hệ một con. Bậc tổ bậc chính thì này đơn giản không phải nói rồi, thêm hệ thống thành tựu khi tướng quân đạt level 40 có thể hoàn thành các nhiệm vụ thành tựu để nhận được nhiều phần thưởng. Nhiệm vụ thành tựu đâu? À, đây nhiệm vụ thành tựu à, nhiệm vụ hàng ngày, nhiệm vụ thành tựu đây, hiện tại đây nhiệm vụ thành tựu đây. À, hệ thống thành tựu người chinh phục. Đấy, càng quét tướng quân từng đảm nhận một chức vụ chính thức của quốc gia, kiến vua rồi không thể địch nổi, trở thành kiến vua 3 lần, càng quét ngàn quân là tiêu diệt ở gốc cây nè, chinh phục tiêu diệt 1 triệu kiến lính T6 nè, tiêu diệt 1 triệu kiến lính T8, T10, tích lũy thu thập 8.000 kim cương, vệ sĩ phấn hoa, tiêu diệt 1.000 kiến lính trong phấn hoa nè, 3 triệu kiến lính T6 cho lên trong phấn hoa nè, 5 triệu phấn hoa nè. Rồi tiếp theo là chinh phục bãi nấm nè. Đấy, bãi nấm. Đấy, rất là nhiều cái nhiệm vụ cho mọi người chinh phục ha, khá là ngon. Đấy, khá là ngon đấy. Sau khi chinh phục thì mọi người sẽ được những cái sao, những cái sao. Đấy, cái này là nhà sưu tầm kiến đặc chủng nè, kích hoạt đặc chủng là rất là nhiều thứ nha. 20 trang phục kiến đặc chủng này, rồi đầy đủ vũ trang, 5 kiến đặc chủng của tướng quân kích hoạt được sức mạnh kế thừa đặc biệt trở lên, cấp sử thi là mình sở hữu 5 cái kế thừa màu vàng trở lên. Đấy, là được một sao đó nè. 10 cái, 20 cái, 4 sức mạnh kế thừa truyền kỳ khác nhau nè. Đấy, cũng khá là ngon. Rồi kích hoạt skin tổ kiến nè. Đấy, rất là nhiều cái mới update nha, mà nó cộng sao cho mình nha. Đấy. Cái này là lực chiến và sở hữu lượng lính 300 triệu lực chiến, 400 triệu, 500 triệu, 1 tỷ nè, 2 tỷ,
5 triệu con lính, 10 triệu con lính, 10 triệu con lính mỗi loại. Đấy. 10 triệu con lính mỗi loại. 10 triệu lính 12. Đấy, rất là nhiều sao nha. Đấy, rất nhiều sao. Đấy, mở sao xong thì mọi người sẽ nhận được cái hộp tiếp tế kim cương. Đấy, nhận ở đây, kích nhận ở đây, 10 nè. Đấy, cứ một sao vậy là mình sẽ được nhận thêm kim cương nha anh em. Đấy. Rồi 2000 kim cương. 4.000 kim cương, 8.000 kim cương. Ôi nhiều kim cương lắm anh em ơi. Ôi, đâu, ôi, để mình kéo tiếp đây. Để mình xem max sao thì được bao nhiêu kim cương nha. Ôi nhiều kim cương lắm anh em ơi, nhiều kim cương lắm. 150 sao. Rất là nhiều kim cương nha. Trời ơi, quá trời kim cương luôn. Đấy, nhiệm vụ thành tựu khá là ngon nha anh em. Đấy. Rồi tiếp theo là cái review về cái kiến thêm skin, kiến sừng to, kiến đầu cửa vàng. À, thêm skin của mấy con kiến sừng to và kiến đầu cửa vàng. Để mình đi kéo một cái. Để mình xem rồi. Ok, kiến đầu cửa vàng này, skin nè. Oh, wow. Nhìn cũng khá là đẹp nha. Đấy. Con kiến robot. Rồi kiến sừng to là nó, để mình xem kiến sừng to là nó skin gì đây. Chà, kiến sừng to tay săn mồi A82. Khá là đẹp. Rồi tiếp theo. Rồi thưởng tiến độ đặc biệt giới hạn, thêm mới thưởng 150 điểm. Chỗ thêm mới thưởng 150 điểm. Ôi ơi, là chỗ nào ta? Nhiệm vụ giới hạn thêm mới 150 điểm là mình không biết cái nhiệm vụ đó là nhiệm vụ gì. Hang tối hay sao? Phải hang tối không? Không phải. 150. Cái mục thứ năm là mọi người thưởng tiến độ đặc biệt giới hạn thêm mới thưởng 150 điểm. Mình không biết, không biết. Cái này mình nghĩ là 150 điểm thì có thể là nó là cái chỗ nhiệm vụ nào nhỉ? Chắc là nhiệm vụ hàng ngày này mới có cái mốc 150 điểm thôi. Đấy, không biết nó là phải có phải chỗ này hay không. Mình không rõ, nó không thấy ghi cụ thể thêm mới 150 điểm là gì. Không thấy nó ghi cụ thể thêm mới 150 điểm là gì nha anh em. Rồi, tiếp theo cái kỹ năng cuối cùng đó là trong chinh phục thêm viễn chinh liên minh. À. Điểm liên minh đặt số lượng chỉ định thì thành viên liên minh có thể nhận thưởng rương viễn chinh liên minh. Ok, rương viễn chinh liên minh nè. Rương viễn chinh liên minh là mình sẽ vào viễn chinh nha. Đúng rồi, mình sẽ vào viễn chinh. Đấy, viễn chinh liên minh. Phần thưởng nè. Không có chỗ này. Phần thưởng viễn chinh liên minh ở chỗ nào nha. Mình đang tìm cái chỗ phần thưởng viễn chinh liên minh anh em. Sao không thấy cái chỗ phần thưởng viễn chinh liên minh nhỉ? Liên minh nè. Shop liên minh. Mình không thấy cái chỗ viễn chinh liên minh nó nằm ở đâu. Liên minh nè. Tính năng liên minh. Không thấy chỗ viễn chinh liên minh anh em ơi. Đấy, nó báo có sự kiện viễn chinh liên minh mà. Trong chinh phục nè, thêm viễn chinh liên minh. À, trong cái chinh phục là cái đánh gốc cây liên server, sau đó có event chinh phục liên server á, là nó thêm cái viễn chinh liên minh. À, chứ không phải là cái viễn chinh, chứ không phải là cái viễn chinh gốc cây này. Mình nãy giờ mình tưởng cái viễn chinh ạc chứ. Nó là viễn chinh liên server, đánh liên server sau gốc cây á, đi cướp á. Cướp. Đấy, thì ra là vậy. Nói chung có một số tính năng rất là hay. Mình thấy cái tính năng thành tựu cá nhân này nè là ngon nhất, tự nhiên nó thêm cho anh em rất là nhiều kim cương nha. Đấy, nó thêm anh em rất là nhiều kim cương. Đấy, trong đó có một số nhiệm vụ rất là khó làm. Đấy, cái người sáng lập này cũng dễ nè, đăng nhập liên tục nè. Đấy, tiêu hao 1.200 thể lực trong một ngày nè. Đấy, 10.200 sức bền nè. Mấy cái này anh em phải tích. Đấy.
thu thập tài nguyên bất kỳ trong một tuần đạt 60 triệu. À, nhận toàn bộ thưởng mục tiêu cá nhân trong tranh đoạt gốc cây toàn cầu. Ồ, mấy này thì dễ rồi. Đấy, mấy cái này thì rất là dễ nha. À, có cái bói may mắn là khó nè. Rút hết một lần thưởng tự chọn mối may mắn là anh em nào nạp thì mới làm được thôi, chứ không không làm được nè. Đấu giá là bình thường, đấu giá là bình thường nha. Nhận một lần mức thưởng 50 shop cung cấp hữu hạn, cung cấp nhận một lần mức thưởng 50 trong shop cung cấp hữu hạn. Cái đó là phải hoạt động nạp anh em. Đấy, trong shop cung cấp hữu hạn nè. Đấy, cung cấp hữu hạn là mốc 50 nè, là mốc này nè. Đấy, mốc 50 nè, phải nạp nha. Nếu mà không nạp, người chơi không nạp thì chỉ móc 15 là hoặc 20 là cao rồi, mà muốn nạp 50 là phải nạp nha. Đấy. Ok, đó là review sơ qua về một số tính năng nha anh em, tính năng của mới của phiên bản update lần này. Đấy, một mình thấy có một cái rất là hay, đó chính là thứ nhất là thêm những con kiến mới nè, thứ hai là thêm cái phần thành tựu cá nhân á, nó tự nhiên nó giúp cho mọi người thêm rất là nhiều kim cương nha. Ok, anh em thấy video này hay và ý nghĩa thì cho mình một lượt like và đăng ký kênh. Nếu anh em nào có nhu cầu nạp game thì có thể liên hệ mình qua số Zalo 0888 249968 nha. Ok, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nha.